Rồi hệ tim mạch chúng ta sẽ đọc là cardiovascular system, hệ tim và mạch. Vậy thì ngày hôm trước chúng ta có học một cái chuyện này, ta học này, ta học là khi kết hợp hai hay nhiều gốc từ lại với nhau. Hôm trước chúng ta nói về cái việc là chúng ta cần nói một gốc từ nó ghép với một gốc từ thứ hai thì chúng ta làm như thế nào, đúng không? Khi kết hợp hai hay nhiều gốc từ lại với nhau thì cái gì vậy? Gốc từ đi phía trước chúng ta gì? Chúng ta luôn dùng ở dạng kết hợp. Còn gốc từ đi theo sau chỉ sử dụng ở dạng kết hợp khi mà nó được nối với một hậu tố bắt đầu bằng của anh. Ok, đúng không? Các bạn có nhớ cái này không? Rồi bây giờ ha, bây giờ chúng ta sẽ lấy cái trường hợp này ha. Ta xem này, chúng ta hiện tại đang có một thuật ngữ nói về hệ tim mạch. Trong thuật ngữ này có sử dụng hai gốc từ, đó là gốc từ cardiac và gốc từ thứ hai là gốc từ vascular. Vascular, ok, đúng không? Chỗ này chúng ta sẽ không nói về cái quy tắc dùng dạng kết hợp hay không dạng kết hợp, mà ở đây các bạn chú ý cho cái điều này như sau. Các bạn chú ý cho chỗ này ha, chú ý cho chỗ này. Các bạn nhìn thấy đây là một thuật ngữ y khoa. Trong thuật ngữ này người ta sử dụng tính từ để nói về cái gì? Nói về cấu trúc có liên quan tới cái danh từ chính. Chỗ này mình gọi là head noun ha, head noun là cái gì, là cái danh từ chính. Ở đây cái danh từ chính của chúng ta đang sử dụng là từ system. System là danh từ chính và tính từ chúng ta đang nói về tính từ mà có liên quan tới tim mạch. Bây giờ anh mở rộng ra một xíu, khi mà các bạn sử dụng một cái gốc từ và ghép lại giữa hai cơ quan, muốn mình sử dụng cái tính từ của cụm gốc từ này thì mấy bạn thấy là mình sẽ sử dụng cái đuôi tính từ của cái gốc từ nào? Bạn thấy là mình, khi mà mình nói về tính từ của một cụm gốc từ thì tính từ đó chính là tính từ của, có phải của cái gốc từ thứ hai không? Phải không? Phải không? Các bạn nhớ nha. Ngoài ra một số bạn rồi hỏi anh là ủa anh tại sao không phải là cardio vascular thì nó đơn giản thôi, ở đây gốc từ phía trước không có liên quan gì tới tính từ của cái gốc từ theo sau hết. Ok, được không? Cho nên khi kết hợp hai gốc từ còn lại với nhau thì tính từ của gốc từ của cái cụm gốc từ đó hoặc là của cái từ đó sẽ là gì? Sẽ là tính từ của gốc từ thế sao? Ok, đơn giản không? Đơn giản không có gì khó hết ha. Đơn giản thôi. Tất cả đều là dạng của quy luật cơ bản. Không có gì phải khó cho đây hết. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vào trong cái hệ tim mạch. Thì trong hệ tim mạch này chúng ta sẽ trình bày hai thứ. Trong buổi học ngày hôm nay chúng ta sẽ trình bày hai thứ. Thứ nhất là chúng ta sẽ trình bày cấu trúc của tim này và cấu trúc của mạch máu. Mạch máu chúng ta gọi là vessel. Vessels. Cấu trúc của tim và cấu trúc của mạch máu. Hồi nãy anh quên nhắc ha, trong lớp mình đó thì có bài của Vinh phát âm rất là tốt và rõ ràng. Các bạn nếu mà chưa phát âm được những cái thuật ngữ mà chúng ta học bài bữa hôm trước á, bạn có thể là mở cái bài của bác sĩ Vinh ra nghe cái bài đó nha, để mà mình học theo cái cách phát âm cho nó đúng nha. Lý á, thì anh chờ đợi nhưng mà mới có cái bản pronunciation thôi bản bản phonetic thôi, chưa có cái phát âm.
nên mình phải bám những người giỏi hơn để mình học nha các bạn nha. Tất cả học là học được chung với nhau mà. Rồi bây giờ anh nói một xíu nha. Thông thường mấy bạn sẽ thấy người ta nói là máu nó như sau: blood vessel hoặc là vessel. Thì mấy bạn sẽ thắc mắc là ủa thì tại sao nó là mạch máu và vessel đúng không? Blood vessel tại vì vessel đã được dịch ra mạch máu rồi mà, nhưng mà thực ra thì mình còn có những cái mặt khác như là lymphatic vessels. Cho nên là khi mà nếu mà mình muốn nói mà đầy đủ ha thì mình nói chữ thêm blood cũng không có dư vị gì cả nha. The blood vessels là gì? Là mạch máu. Rồi chính vì vậy cho nên ở đây chúng ta có một số cái gốc từ như sau. Nhất là chúng ta sẽ có gốc từ về cái mạch là NG. NG là gốc từ chỉ về cái mạch. Ở đây mình nói là cái mạch chung chung nha. NG, NGO là một cái gốc từ. Gốc từ thứ hai chúng ta có thể ghép với cái mạch chứa máu, cho nên người ta ghép là hemangio. Trong đó hemo là máu mà NG là gì? Là cái mạch. Nhưng mà mình vẫn có một ít gốc từ là hemangio. Hemangio là cái mạch máu luôn ha. Và cái thứ ba nữa chúng ta có một gốc từ đó là gì? Vascular. Vascular. Đây, mình có một số gốc từ này. Ngoài ra mình còn có một cái gốc từ từ tiếng Hy Lạp nữa á, tiếng của Latin nữa là vessel. Vessel. Rồi, bây giờ anh hỏi các bạn là các bạn có thể cho anh biết những ví dụ nào có liên quan tới các gốc từ này. Chúng ta thử coi chúng ta có những cái ví dụ nào liên quan tới các gốc từ này. Ok, vascular system. Hemangioma, yes, chính xác ha. U của mạch hở u mạch máu ha. Hemangioma. Oma có nghĩa là hậu tố u hay các bạn nhé. Angioma không có khác gì với hemangioma nha. Linh ha. Hai từ đó giống nhau nha. Rồi, còn gì khác không ạ? À? Angiostenosis, ok, đó là hẹp cái mạch máu. Vaso à? Vasculitis, dạ, vasculitis có nghĩa là viêm viêm mạch máu ha. Dự thi tốt nghiệp xong thành bác sĩ chưa? Chưa hả? Sắp rồi. Rồi còn gì không? Còn với gốc từ visa. Angina trong cái từ mà em ghi ra đó là cái đó là nó thuộc về gốc từ chỉ về đau anh nha. Angle đó là angle angry á, angry là đau á ha, chứ không phải là angry ha. Ví dụ như mình còn một số cái khác này. Đây là những cái ví dụ của các bạn ở trong lớp ha. Thì đây là đây ha, đây là các ví dụ của các bạn ở trong lớp, ví dụ vậy. Ok, sorry, nhỏ thôi ha. Ví dụ như mình có từ là gì? Vascular system. Ví dụ như mình có từ là angioma. Ví dụ như mình có từ là hemangioma là một từ nghe. Có từ là angiostenosis, từ là angioplasty, angioplasty là những cái ví dụ mà liên quan tới các gốc từ này. Ngoài ra ví dụ như chúng ta muốn nói về cái tắc dân giãn mạch, để tôi có từ là vaso.
visual là mạch máu này, đúng không? Visual delator là gì? Là tác nhân. Tác là gì? Là tác nhân gây gì? Gây giãn mạch. Agent. Agent là tác nhân, các tác nhân gây giãn mạch. Visual constrictor, đúng không? Là tác nhân gây gây co mạch ha, các tác nhân gây co mạch. Nhiều khi người ta chỉ ghi như thế này thôi, ghi như thế này thôi, ghi như thế này thôi. Đó là thuốc co mạch máu và thuốc làm giãn mạch máu ha. Đó từ này. Visual. Ngoài ra thì để mở rộng ra hơn một xíu thì các bạn lưu ý này, thì để mà chúng ta nói về cái cấu trúc dạng ống đó, cấu trúc dạng ống thì nó không phải là nó chỉ là mạch máu không ha, thì nó còn có những mạch khác, ví dụ như là mạch chứa mật nữa ha. Giả sử như ở đây mình đang nói về đường mật, đúng không? Đang nói về đường mật thì này, thì cái đầu tiên á, mật có phải là bile là mật, đúng không? Bile là mật. Mật á, thì mấy bạn để nhớ cái từ chỉ về mật á, mấy bạn chỉ cần nhớ cái chức năng của nó thôi, đúng không? Mật giúp cái quá trình mà hấp thu cholesterol nó dễ hơn, chắc là cholesterol quá à, chắc vậy đi thôi. Mà dù sao mình nhớ tới đây là được rồi, thì mình sẽ rất là dễ nhớ cái gốc từ chỉ về mật rồi ha. Đây là gốc từ chỉ về mật, để mà nhớ nó, mấy bạn có thể tạm thời mấy bạn sử dụng cái từ cholesterol để mấy bạn nhớ cũng được ha. Rồi. Vậy thì các bạn thấy đây là gì? Đây chính là cái hormone bile duct, là đây là chính là những cái gì đó, đây là chính là đường mật. Đường mật này chính là một cái ống ha, entry, chính là một cái ống, mà cái ống này là cái ống mà chứa mật, cho nên mình có từ này ha, mình có từ cholangi, cho nên là nó tạo thành một cái từ là cholangi. Cholangi. Rồi ở chỗ này các bạn có thấy nó khác gì so với cái quy tắc không? Cái quy tắc là khi kết hợp hai cụm từ này với nhau, thì gốc từ đầu tiên chúng ta phải sử dụng ở dạng kết hợp, gốc từ đi theo sau thì không, thì dùng ở dạng kết hợp hay không gì đó nó tùy theo cái hậu tố. À, nhưng trong trường hợp này thì các bạn thấy là trường hợp này nó không có giống gì quy tắc đó ha, nhưng mà nó cũng không sao cả, vì mình chỉ gặp có một từ thôi, mình gặp một từ là NG thôi. Hồi nãy mình có hemen là máu nè, NG cũng là mạch nè, cho nên mình có là hemangio, đúng không? Các bạn nè, hồi nãy ở đâu có O ở chỗ này đâu, đúng không? À, thì đăng ký trường hợp đấy bạn cũng lưu ý ha, bạn cũng lưu ý trường hợp này là không có trường hợp này là không có O ở giữa, nên mình có mạch máu là cholangio. Ví dụ như viêm cái đường mật mình nói là cholangitis là viêm cái đường mật, đúng không? Đó, ví dụ vậy. Yeah, được chưa? Đó là thông qua ví dụ này thì các bạn thấy là cái gốc từ này là chỉ là cái mặt nói chung ha. Rồi bây giờ anh cho mấy bạn khác một cái từ khác nữa ha. Hình dung cái gì không các bạn? Hình dung ha, được ha. Cái màu tinh ha, là cái chúng ta có một cái ống dẫn tinh, cái ống dẫn tinh, rồi sau đó mới tập hợp lên, nó mới nằm ở trong túi tinh, rồi xong đó rồi mới có mấy cái quá trình khác. Thì bây giờ mình nói về cái ống mà dẫn tinh á, thì ta sẽ gọi nó là vas deferens. Deferens ha. Thì vas này là chỉ chung chung là cái ống nha các bạn nha. Vas là chỉ chung chung là cái ống, từ là từng chỉ chung chung cái ống, cho nên có thể các bạn thấy là mạch máu á, là vasor á, nó cũng có liên quan hết thôi, chứ nó không có gì đâu. Thì cái đầu tiên là hồi nãy mình nói về cái gì, hồi nãy mình nói về nói về cái cấu tạo chung của cái thuật ngữ chỉ về cái mạch máu, đúng không? Chỉ về cái mạch máu này. Đây, chỉ về cái mạch máu. Rồi vậy thì đây là những cái gốc từ mà chúng ta có tính từ chỉ về mạch máu là vascular. 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 Vascular.
Ok, đây là tính từ. Đi hơi chậm ha, đi hơi chậm. Thực ra bây giờ muốn nói nhầm được cũng nhầm mà không nổi nha. Rồi. Bây giờ riêng về cái team á, thì chúng ta sẽ có một cái buổi chúng ta nói gì đó. Cho nên câu này chúng ta sẽ không có chắc về team, chúng ta chỉ chắc về cái mạch máu. Rồi sau đó chúng ta sẽ nói về cái thuật ngữ chỉ về cấu tạo giải phẫu ha. Bây giờ chúng ta sẽ đi sâu hơn một tí nữa về mạch máu và chúng ta sẽ học thuật ngữ. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ nói về cấu trúc của mạch máu. Như vậy thì những cái từ mà rất là cơ bản thì các bạn đã biết rồi. Ví dụ như từ artery. Từ này là từ vein. Đọc là vein chứ không phải đọc là ven ha, không phải là ven, đọc là vein. Động mạch và tĩnh mạch. Vậy thì động mạch chúng ta sẽ có cái từ chỉ về động mạch như các bạn đã biết là artery, arterial. Arterial là từ chỉ về động mạch. Và chúng ta có cái gốc từ chỉ về tĩnh mạch, đó là gốc từ ven và gốc từ flapple. Đây, đã có hai gốc từ này. Nói về cái nguồn gốc của từ á, thì gì đó thì veno là Latin, flapo là Hy Lạp ha. Nhưng mà thực ra thì chúng ta cũng không cần phải nhớ kỹ mấy cái đó làm gì nhiều lắm đâu. Rồi, tính từ là một cái thứ mà rất là quan trọng các bạn cần phải biết đối với mỗi cái thuật ngữ giống như kia. Thì tính từ chỉ về động mạch thì chúng ta sẽ có tính từ đó là gì? Arterial. Men hơi bị nghẹt mũi ha. Thì các bạn phải về nghe bằng trong từ điển giúp anh ha. Arterial. Tính từ chỉ về tĩnh mạch thì chúng ta có một từ rất là quen, đó là từ venous. Đúng không? Venous. Hai cái bệnh lý mà chỉ về mạch máu mà để làm ví dụ cho trong trường hợp này thì ví dụ như mình có là arterial hypertension là gì, là tăng huyết áp ha, tăng huyết áp, hay người ta còn gọi là high blood pressure là mình đi tăng huyết áp. Ngoài ra thì mình có ví dụ như mình muốn có thể nói IV là từ ký tắt của từ gì các bạn ha. Intravenous injection. Intravenous injection là gì? Là tim mạch ha. Rồi, ok chưa? Bây giờ thì ở đây mình anh sẽ vẽ cái bao mạch ha. Bao mạch tiếng Anh tôi gọi là gì các bạn ha? Lịch sử mà mình có cái từ mau mạch là nó cũng rất là vui. Có cái là người ta thấy là mau mạch là những cái mạch máu gì á, nó rất là nhỏ ha, nhỏ giống như mấy cụm tóc ở trên đầu vậy á, à, đúng không? Mau mạch là những mạch máu rất là nhỏ, ta thấy giống như cụm tóc thì ta cũng xuất phát từ cái chuyện khác là nói về cái đầu á ha. Ví dụ như mình có từ là gì á, decap, tại vì vậy
đầu gối hả, đúng không? Đầu gối ha, lấy xương bánh chè của mình đó, đúng không? Thì khác là cái đầu, những cái từ khác mà xuất phát từ cái gốc từ đầu đấy, cái gì caption, có phải là thuyền trưởng không, đúng không? Đó, ví dụ như mình có từ capital, có phải là thủ đô không? Thủ đô là đô thị mà chính, đúng không? Đó, bây giờ capital là gì vậy? Thì hoa hết, đúng không? Đó mấy từ cap, đó là mấy từ cap. Rồi bây giờ mình có từ này, capillary là mình đang nói về cái gì? Là đang nói về cái loại mạch máu mà nó nhỏ như sợi tóc. À, ý ý người ta là vậy nha, ý người ta là vậy, cho nên mình mới có từ là capillary là như vậy ha. Capillary là một danh từ, đồng thời là một tính từ cũng giống vậy luôn nha. Và cái gốc từ đó là capillary. Capital là cái gốc từ của nó ha, gốc từ của nó đây, rồi đó, gốc từ của nó đây. Rồi vậy thì mình sẽ thấy này, mình thấy là mình có là động mạch, tĩnh mạch và bao mạch. Trong bao mạch thì mình có những cái loại gì, loại động mạch và tĩnh mạch rất là nhỏ, người ta gọi là tiểu động mạch và tiểu tĩnh mạch. Anh nghĩ là các bạn đã biết những từ này rồi, các bạn cho cái từ tiểu động mạch và tiểu tĩnh mạch đi ạ. À, bạn chưa biết thì có thể tham khảo từ những bạn đã biết. Tiểu động mạch sẽ là arteriole và tiểu tĩnh mạch sẽ là venule là tiểu tĩnh mạch. Vậy thì ở đây các bạn sẽ được làm quen với hai cái hậu tố, đó là hậu tố chỉ về gì, chỉ về cái sừng nhỏ ha, sừng nhỏ, ví dụ như ở đây chỉ là đây, chỉ là đây, ole và ule, chúng ta sẽ làm quen với nó đây. Ví dụ như anh có một cái cơ quan, một cấu trúc mà lớn, đồng thời anh có một cấu trúc nó tương tự nhưng mà với kích thước nhỏ hơn ha. Thì chúng ta sẽ gì, chúng ta sẽ dùng cái hậu tố nào để chúng ta nói về cái sự thay đổi lớn và nhỏ đó? Thì chính cái hậu tố đó là hậu tố O và hậu tố U. Là hai hậu tố này đều có nghĩa là gì, là nhỏ, nghe các bạn nha, đều có nghĩa là nhỏ. Tuy nhiên các bạn sẽ hỏi em là như sau: ủa khi nào thì dùng O, khi nào thì dùng U? Tất nhiên là nếu mà các bạn thấy ở trong sách thì sẽ anh thì anh tìm nhiều sách rồi đó, thì anh không có thấy một cái quy luật nào cả, ý là quy luật viết thành lời á nha, quy luật mà viết thành lời thì anh không thấy người ta viết chỗ nào ta nói là ở lúc nào dùng O, lúc nào dùng U. Nhưng mà chúng ta có thể lược, chúng ta kể ra số cơ quan. Ví dụ như mình có từ bronchus là gì? Phế quản, đúng không? Từ này nó có gốc từ là gì? Bronchial, đúng không các bạn? Và mình có tiểu phế quản là bronchial. Bronchus, bronchial. Từ này nó có tới hai gốc từ nhé, bạn nhé. Bronchial và bronchial. Đây, để mình sẽ ghi gốc từ như thế này đi, cho nó dễ. Rồi sẽ dễ xem hơn, bài mình nghe mình đọc nó dễ hơn. Bronchial. Ví dụ như mình có từ là gì? Mình có từ là động mạch. Mình sẽ là artery là động mạch. Vậy thì gốc từ động mạch là artery, đúng không? Arterial, đúng không? Arterial. Và mình có cái gì đó, mình có cái từ tiểu động mạch sẽ là arterial là tiểu động mạch. Ngoài ra mình có những cái từ khác mà nó thuộc về cái
nói mô tả về một cái cấu trúc giải phẫu, nhưng mà gì, nhưng mà nó dùng với ừ. Bây giờ anh sẽ ghi những từ đó ra đây, đây. Ví dụ như mình có từ là ven, ven với gốc từ là venal là gì, chúng ta có từ là venule. Ta có từ lobe, lobe, lobe. Không phải là thùy đúng không? Nó tiểu thùy là gì các bạn? Tiểu thùy là lobule, lobule, đúng không? Đâu chắc, đâu là gì? Là hạt đúng không? Có gốc từ là gì? Từ này có phải kết thúc bằng e không? Và có tiểu hạt là đó chưa, đó chưa, đúng không? Rồi mình có từ là đất là cũng có này ống luôn. Và nó có một cái từ đó là từ gì, từ chỉ về ống nhỏ là đất chưa, đất chưa. Mình có từ chip, chip và có từ gì, chipular, chipular, chipular đó, một số từ thôi, mình đâu có nhiều từ đâu đúng không? Không không có nhiều từ. Rồi như vậy á, thì nếu như mà mình xem ở đây, mình một là mình có thể học theo quy luật, hai là gì, thôi mình ghi nhớ luôn đi ha, chứ đâu có gì nhiều đâu, phải học quy luật làm gì ha, tại vì cái kia nó chỉ có hai cái thôi, cái này có một số cái khác, nhưng cái mà các bạn cần để ý cho mình là cái này nè, các bạn cần để ý cái này nghe, đây là hậu tố đây, 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 tất cả những cái hậu tố này là hậu tố danh từ. Và khi những cái danh từ này muốn dùng ở dạng gì, ở dạng tính từ nha, thì cái hậu tố này nó sẽ biến thành một cái đuôi, biến thành một cái đuôi. Các bạn biết là đuôi đó là đuôi gì không? Đuôi này hết nha, đuôi là là à, đuôi là có nghĩa là gì? Có nghĩa là những cái tính từ của những từ này đều kết thúc bằng AR. Ví dụ như anh có là venule, lobular, ductular, ductular, tubular, bronchiolar, arteriole. Biết những cái này hữu dụng các bạn. Anh nghĩ là khi mà mình học một lần á thì mình sẽ dễ nhớ bài hơn, bạn hiểu không? Mình sẽ dễ đọc hơn và dễ nhớ bài hơn, cho nên các bạn lưu ý cho mình học luôn danh từ và tính từ của những từ này. Ví dụ như mình thấy là đây có chỉ tiên của bạn mình đổi thật đúng không? ATM là gì? Từ viết tắt của từ ATM trong bệnh lý thận đó gây suy thận cấp á, thì mình có từ AGN là bệnh gì vậy, trường hợp gì vậy? AGN là viết tắt của từ nào? Đã có trên bảng đó các bạn, đúng không? Có trên bảng không? Đó là acute tubular necrosis đúng không? Đúng không? Phải hoại tử ống thần cấp không? Đúng không? Hoại tử ống thần cấp. Đó, hoại tử ống thần cấp. Giả sử như trong trường hợp là giả sử như trong trường hợp này đi ha, ví dụ như đây là cái đó là cái
cái gì đó tiểu cầu ha, đây là ống lượng gần wide hay là ống lượng xa gì đó, xong rồi đây mình tới là ống góc đi ha, tới ống góc đây chỗ này đi, và mình có một cái hệ thống mạch máu ha, nó bao vây quanh những cái này để nó tái hấp thu chất về và sau đó dẫn về cái tĩnh mạch tĩnh mạch thận đi ha, đây tiểu mạch tới ha, cuộn thành ở đây. Rồi bạn thấy cái khu vực chỗ này ha, bạn thấy khu vực chỗ này có phải là khu vực này là khu vực mà gì mà đang nói về cái tiểu cái mao mạch quanh ống thận đúng không? Quanh ống thận thì mình có tên là Harry Harry gì ạ? Harry là xung quanh mẹ. Harry Doctor Doctor gì đó capillary đó là mình có là gì đó là những cái mao mạch quanh ống thận. Cái chữ ductular này người ta có thể thay bằng chữ tubular nha, chữ ductular có thể thay bằng chữ tubular. Ductular capillary là gì, là cái mao mạch mà nằm xung quanh cái ống thận ở gì đó. Cho nên là bạn thấy là những từ này nó khi mà mình phát âm mà nó quen miệng á thì mình sẽ đỡ phải học thuộc bài hơn. Bạn hiểu chưa? Mình đọc là venule, venule, lobule, lobule, nodule, nodule, tubule, tubule. Vậy thì nhấn trọng âm ở đâu các bạn? Ở đây không? Đó không? Nhé. Bronchial, bronchial, arterial. Ok. Ha. Đó, kết thúc bằng là arterial, bronchial. Ok ha, rồi cái này là gì, cái này là cái phần mà chúng ta cần phải nhớ về hậu tố ol và ul. Bây giờ mình xin mở rộng thêm một xíu, có nhiều cái mà mấy bạn thấy là nó bình thường lắm nhưng mà vì người ta đặt thuật ngữ cho nên là mình thường thì mình chỉ sử dụng từ chứ mình không có tìm hiểu về cái nguồn gốc của nó ha. Ví dụ như ở đây ha, ở đây nam đang vẽ nam ha, nam thì bạn thấy là nam hay nữ gì vậy, thì đầu tiên là có quần hú và núm hú ha, đúng không? Chắc như mấy bạn đã biết hết những cái từ vựng ở khu vực này đúng không, đúng không? Thử xem nha, thử thử xem nha. Rồi bây giờ ví dụ như anh muốn nói là cái ngực đi thì mình dùng từ gì? Cái ngực nè, đây là cái ngực nè, ngực nè, ngực nè, ngực thì mình dùng từ gì? Nhanh 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 các bạn, ngực nha, dùng từ gì? Thì đúng là chest, chest là cái ngực nha, chest là cái ngực, còn cái thorax là lồng ngực hay người ta còn gọi là rib cage, rib cage. Khi mà mình nói là cage là cái lồng đúng không? Đó là một cái boundary, là một cái cấu trúc mà sẽ bao bọc xung quanh cái cấu trúc khác nữa. Cái đó thì mình gọi là thorax, là lồng ngực. Thorax, lồng ngực ha. Rồi bây giờ mình cũng là ít từ ngực, nhưng bây giờ mình nói cụ thể hơn là bây giờ mình muốn nói là cái vú đi. À, cái vú thì là gì? Là breast, đúng không? Breast là cái vú. Ok, là cái vú, thấy chưa? Từ tiếng Việt của mình hay nhiều khi họ nói là ngực, ngực là cái vú, đó là từ tiếng Việt của mình thôi, nhưng mà trong cái thuật ngữ tiếng Anh thì mấy từ thì nó khác nhau. Rồi cái núm vú à, à nhớ bài quá ha, núm là cái phần nhô ra, telly telly đó là cái gốc từ thôi nha, chứ không phải là cái danh từ nhé. Nipple, nipple, ok, nipple, nipple. Rồi bây giờ mình hỏi khó hơn xíu nè, khó hơn xíu nha mọi người nha. Thế thì bây giờ anh hỏi cái quần vú tiếng Anh gọi là gì? Có thể thì mình thấy nó không quan trọng, nhưng nếu mà mấy bạn đọc mấy bài về sản, bài chăm con, nuôi con, mình sữa mẹ gì đó thì bạn sẽ thấy từ này xuất hiện nhiều.
Areolar. Cái từ này á mấy bạn nè, nó được đặt vì là người ta thấy như sau nè. Cái này á thì bữa anh chỉ các bạn cái nơi mà mình tìm hiểu rồi nha. Anh thì rảnh cho nên anh tìm hiểu mấy này. Thì người ta đặt vì người ta thấy đây là một cái gì? Đây là một cái vùng nhỏ ở gì, ở trên cái phần ngực. Cái vùng nhỏ ha, ở trên vùng ngực thì ta dùng từ area cộng với từ ola. Thì ta đặt ra ta tạo thành từ gì? Areola là gì? Là cái vùng vú vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Không, nó không có gì đặc biệt hết. Nhưng mà tự nhiên đó mà mình học thuộc cái từ này có nghĩa là hơi hơi khó, nhưng mà nếu mà bạn nhớ về cái này anh nghĩ là dễ nhớ lắm. Anh mà khi mà anh phát hiện ra điều này anh nhớ luôn, không có bị quên từ area này. Area này à, được không, là cái quần vú. Tương tự như vậy, ví dụ như là trong não chúng ta ha, não chúng ta có đại não ha, đại não ở đây, đại não chúng ta sẽ dùng từ là gì? Cerebral. Từ đại não á các bạn hay bị ghi sai với từ cerebral, và ghi sai lý do là một số bác sĩ chứ còn anh nghĩ là sinh viên không bị sai nha. À, một số bác sĩ hay dùng thuốc Celebrex, Celebrex nè, Celebrex, cho nên cứ đọc Celebrex hoài chứ xong cái ghi nhầm thành là Celebrum. À, mình có từ là Cerebrum, chứ không phải là Celebrum nha, không phải là nhóm Celebrex ha. Rồi bây giờ thì mình có là cái tiểu não sẽ là Cerebrum. Và nè, cái này có phải là gốc từ của đại não nè nha. L là gì? Là một cái hậu tố ở trong tiếng Pháp, có nghĩa là nhỏ, là hậu tố âm. Cerebellum là gì? Là danh từ chỉ về tiểu não, là chính xác đó là cerebellar. Bellar là gì? Là cái ứng từ chỉ về tiểu não nha. Thì trong này nó cũng chứa cái tiểu tiểu gì này. Thì nhìn chung lại thì nãy giờ anh giới thiệu cho các bạn cái hậu tố chỉ về ốm và ill này. Thông qua một số từ như là bronchial, arterial, venule, lobule, ductile, à, những cái từ đó. Thì chúng ta anh nghĩ là thôi học thuộc luôn cho rồi, nghe học thuộc luôn rồi, khỏi cần phải học cái nguyên lực từ gì hết, vì phải lần quần học đi học lại 2-3 lần. Rồi cái đó là chúng ta nói về cái cấu tạo của cấu trúc của những cái mạch máu. Bây giờ chúng ta nói về gì đó, về những cái loại tế bào máu ha. Thì có cái phần này bữa hôm trước thì anh chưa có nói về cái phần prefix, mà chỉ về cái màu sắc. Rồi ở đây chúng ta sẽ có những cái prefix chỉ về màu sắc, ví dụ như màu đỏ. Red, red là màu đỏ. Thì màu đỏ này chúng ta sẽ có cái gốc từ là erythrol. Erythrol, erythrol, erythrol là màu đỏ. Cho nên lúc này chúng ta có tế bào hồng cầu bị erythrocyte là tế bào hồng cầu. Tên mà tiếng Anh thông dụng của nó là gì các bạn ha? Tiếng Anh của bạn sẽ là red blood cell. Cell, red blood cell là gì? Là tế bào hồng cầu ha. Đây, RBC ha, RBC là red blood cell, tế bào hồng cầu. Tương tự vậy thì mình có màu màu trắng đi ha. Màu trắng thì bây giờ hơi khó vẽ. Màu trắng tiếng Anh gọi là gì các bạn? Sorry, cái gốc từ chứ, gốc từ chỉ về màu trắng mình gọi là gì ạ?
Màu trắng ha, white, màu trắng thì chúng ta sẽ có cái gốc từ chỉ thì nó là little, 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 yeah, little là màu trắng. Ví dụ như mình có tế bào mặt bạch cầu thì mình có từ little, little site, nếu như mà mình có từ emir là chỉ về tình trạng của máu, trong máu nó có chứa quá nhiều cái tế bào bạch cầu, ta gọi là leukemia. Leukemia là bệnh lý lý ung thư máu, đúng không? Ung thư máu, máu trắng. Lý ung thư máu hay là bệnh lý gì đó là máu trắng ha, máu hay là máu trắng. Rồi ví dụ như mình có từ này sao các bạn, leukorrhea, leukorrhea đó là tình trạng gì đấy? Leukorrhea, leuko và rhea, ta gọi là như vậy. Càng nó gọi là tình trạng gì ha? Tiếp khô là màu trắng, yes, chính xác ha. Tiếp khô là màu trắng, rear là gì? Là chảy, cái dịch nó chảy ra. Ví dụ như mình có từ là gì, rhino, rear là gì? Chảy mũi ha, chảy mũi. Meno là kinh nguyệt ha, rear còn là gì? Hành kinh ha. Tiếp khô là màu trắng, rear là gì? Là chảy ra, là gì đó? Huyết trắng hoặc là khí hư ha. Rồi, huyết trắng hoặc là khí hư. Đó thì chúng ta sẽ có từ này là khí hư. Rồi đó là màu trắng. Ngoài ra chúng ta còn có thể gặp những cái màu khác ha, màu khác, những cái prick chỉ về màu khác, ví dụ yellow là gì? Màu vàng ha. Mình có từ centaur là chỉ về màu vàng. Từ này ví dụ như mình có là gì đó, centoma. Centoma là những cái u mà do lắng đọng cái cholesterol ở dưới da ha, gặp ở vùng mi mắt thì này là gây hết á, à, đọc mà mình nghĩ rồi là cholesterol máu, centaur. Ví dụ như mình cũng có thể gặp là màu màu xanh, blue, blue màu xanh. Màu xanh này á thì được dịch ra tiếng Việt thành là hơi khác, nhưng mà nó xuất phát từ cái cyano ha, cyano là có nghĩa là màu 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 xanh của cyano ha. Thì mình có thể là cyanosis là tình trạng tím ha, cyanosis tím. Đó, em mình có màu xanh. Ví dụ như mình có màu màu đen như chẳng hạn, có màu đen là black, black là màu đen. Vậy thì mình có màu đen, mình có từ là melano ha. Milano ha, Milano. Thì các bạn thấy là ví dụ như là mình có từ sắc tố da, tế bào sắc tố da đúng không? Melanin đúng không? Là tế bào sắc tố da này, đúng chưa? Sắc tố da. Rồi mình còn có màu 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 xám ha, màu xám ví dụ gì, có màu xám, màu xám ví dụ vậy. À, màu xám thì mình có là xám gray ha, gọi là polio. Polio ví dụ như là mình có từ là gì, polio, polio gì,
Fire, Lightis là viêm tủy xám. Viêm tủy xám, polio, ông polio virus á, ông virus mà gây sốt bại liệt á, nó là poliomyelitis, viêm tủy xám, đây là một số cái màu. Ngoài ra thì chúng ta còn có một cái loại tế bào nữa, đó là tế bào gì đó, tế bào tiểu cầu đúng không? Tế bào tiểu cầu tiếng Anh gọi là gì các bạn ha? Tiểu cầu tiếng Anh gọi là gì ạ? À? Plate, và mình có cái gì? Platelet. Mình thấy cái tế bào tiểu cầu đúng không? Tế bào tiểu cầu, tế bào mà gì giống như cái hình gì đó, cái dĩa nhỏ đúng không? Dĩa nhỏ, tế bào rất là nhỏ. Và ngoài ra tế bào tiểu cầu là tế bào mà làm nên cái nút chặn đúng không? Làm nên cái nút chặn để tạo thành cái cục máu đông. Cho nên là người ta sử dụng cái thuật ngữ đó liên quan tới cục máu đông. Cục máu đông chúng ta gọi là blood clot. Và sau đây có thể các bạn sẽ chỉ nghe cái từ là clot mà thôi, là cục máu đông. Từ này nó xuất phát từ một cái từ âm tiếng Latin, đó là từ thrombus. Thrombus là có nghĩa là gì? Đó là một cái cục máu đông. Gốc từ của nó là thrombus là gì? Là gốc từ của từ thrombus. Cho nên mình có từ là gì? Có từ thay vì mình gọi là platelet thì chúng ta sẽ có từ là thrombocyte là tế bào tiểu cầu. Thrombocyte tế bào tiểu cầu. Rồi bây giờ trước khi mà chúng ta kết thúc cái phần đầu thì mình có một cái câu hỏi như sau. Các bạn hãy dịch cái từ này ra tiếng Việt, đó là từ thrombus và từ embolus. Dễ đúng không? Cái số 1 là mình mới báo về cục máu đông rồi, số 2 là gì ạ? Những bạn nào mà chưa biết dịch cho dễ nờ ha, những bạn nào mà biết rồi thì mình ghi ra. Rồi bây giờ mình thích nhất là cái câu trả lời của bác sĩ Lâm đây ha, bạn xem nè. Có nghĩa là cái cách mà nói như vậy là rất là chính xác và hoàn toàn không thể nào mà bị nhầm với hai từ mà xuất phát từ hai cái danh từ mình mới vừa đưa ra. Mình có danh từ số 3 là thrombosis và từ số 4 là từ gì? Embolism. Embolism. Đây ha, số 3 và số 4 là hai tình trạng bệnh lý xuất phát từ hai danh từ. Như vậy thì bạn thấy nè, giả sử như ở trong cơ thể mình nó dễ xuất hiện những cái cục máu đông như vậy, đúng không?
trong cơ thể mình dễ dàng bị xuất hiện cái cục máu đông giống vậy. Giả sử như trong bệnh lý gì đó, trong bệnh lý là GVT ha, GVT là deep venous thrombus hay là thrombosis là bệnh lý gì? Bệnh lý huyết khối tĩnh mạch sâu. Ok, được không? Huyết khối tĩnh mạch sâu là nó tạo lên cục huyết khối đó thôi. Thuyên tắc chưa 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 mình mới nói là huyết khối thôi. Rồi cái cục huyết khối đó mà nếu như mà nó gì, nếu mà nó tạo ra một cái cục mà lớn ha, nó có thể gì, nó gây tắc mạch, thì chính cái cục này mình dùng màu khác ha, dùng màu khác đi, thì chính cái cục ở đây chính là gì, một nguyên nhân gây tắc mạch, đúng không? Có nghĩa đó là một nguyên nhân gây tắc mạch. Nguyên nhân mà gây tắc mạch này mình sẽ gọi đó là embolus, đúng không? Là cục tắc mạch, cục huyết khối, cục gì, cục huyết tắc, cục gây tắc mạch máu. Ok, được chưa? Vậy thì cái cục tắc mạch này có phải là do huyết khối không? Nhiều trường hợp khác đâu phải là huyết khối, ví dụ như bạn thấy là mình đi thuyên tắc ối đâu phải là do ấy đâu, đúng không? Thuyên tắc ối rồi những cái khác, ví dụ tắc mạch máu với mỡ chẳng hạn vậy. Thì cái nguyên nhân đó là rất là nhiều, nhiều khi là một cái một yếu tố dị vật nữa, cho nên mình sẽ có cái từ là embolus là gì, là cục huyết tắc, nó khác với cục huyết khối ha. Huyết khối là một trong những nguyên nhân gây huyết tắc hay là gây thuyên tắc mạch máu. Thì giả sử như mình có một cái trường hợp này đi, là gì, bị bệnh nhân bị PE là bị gì đó, thì pulmonary embolism là bệnh gì? Thuyên tắc phổi, đúng không? Thuyên tắc phổi này có thể là do một nguyên nhân từ cái việc là embolism, được không? Hoặc là amniotic embolism, đây là thuyên tắc phổi này có thể là do một cái tình trạng, đó là tình trạng gì, tình trạng thuyên tắc ối, mình có biết thuyên tắc ối ha, đúng không? Đó. Và người ta có thể người ta ghi như này đó, fluid. Trong thuật ngữ các bạn có thể thấy người ta ghi như sau, để mà nói rõ hơn về nguyên nhân gây tắc mạch thì người ta có thể dùng chữ embolus này, là gì, là cái đuôi ta gắn ở phía trước với một cái gốc từ chỉ về nguyên nhân, ví dụ như thromboembolus là mình biết cái nguyên nhân gây tắc mạch đó là do gì, do huyết khối, đúng không? Ví dụ như mình ghi là gì đó, Anneal embolus, nguyên nhân gây tắc mạch là do cái ối ha, cái này là do huyết khối, do cái ối, là do cái khác ha, cái khác thì là gắn với cái cụm từ của nó ở phía trước vậy. Các bạn có lưu ý nha. Vậy thì ở đây mình sẽ có bốn từ. Từ nhất là thrombus là cục máu đông. Thứ hai là từ embolus là gì? Là cục huyết tắc. Thứ ba là từ thrombosis là bệnh lý tạo huyết khối, và từ cái từ từ embolism là từ gì, là có nghĩa là gì, bệnh lý thuyên tắc mạch máu. Ở đâu đó thì mình không biết, nhưng nó là embolism, thuyên tắc mạch máu. Rồi tạm thời mình nghỉ ngơi một xíu, rồi sau đó mình vào mình sẽ học tiếp tới cái phần thứ hai, đó là phần về cấu tạo của những cái thuật ngữ y khoa chỉ về các mốc giải phẫu ha. Ok ha.